Hôm nay Đi Group rất hân hạnh được quay trở lại với các bạn và giới thiệu tới các bạn một sản phẩm mới, một cái dàn hoa Ray mang thương hiệu là QHA. Rồi thì các bạn đã biết những dòng loa lan Ray thì rất là nhiều hãng nổi tiếng sản xuất, đúng không nào? Ví dụ như là hãng Nestle, rồi hãng Das hoặc là những cái hãng nổi tiếng khác nữa, nó có những dàn loa Ray nổi tiếng, những thương hiệu trên những nước mà lớn. Thì hôm nay một cái dòng loa này là một cái nước cạnh bên Việt Nam của chúng ta, nó là một dòng loa nội địa của Trung Quốc, và cái hãng QHA này là cái dòng sản phẩm của công ty này luôn, được phân phối với nhập khẩu chính hãng từ Trung Quốc về, do công ty DX89 phân phối các bạn ha. Rồi thì bây giờ mình sơ lược về cái loa này nó có như thế nào, nó đặc điểm gì hay. Thì đầu tiên mình sẽ nói về cái những cái mặt trước của nó rất là đẹp, những cái lưới của nó làm rất là chi tiết, các bạn thấy không? Ví dụ như người ta nói những cái gì mà nhỏ nhất mà các bạn có thể làm tỉ mỉ nhất thì đó là những cái gì ở bên trong thì cực kỳ tuyệt vời rồi, đúng không? Thì bây các bạn thấy những cái bát của nó này, đây là những cái móc của nó để kết nối những cái loa lên với nhau, các bạn đó, những cái âm thanh nó vang lên, những thép rất là chắc chắn. Đây là những cái móc mình bắt vô ha, rất là dễ dàng sử dụng. Đây thì anh rồi kết nối lại với nhau. Vậy thì cái loa này có tính năng gì đặc biệt? Nó có được một cái phủ, một cái lớp sơn rất là ok, nó chống ẩm mốc, và có thể là mình ở ngoài trời có thể gì da đập thì nó sẽ cản được những cái sự mà không mong muốn được các bạn ha. Thì cái gỗ của nó cũng rất là tốt các bạn ha, rất là cứng. Rồi thì tại sao cái dòng loa Lan Ray mà được ưa chuộng? Lan Ray nó khác gì những cái loa thường mà mình biết? Thì những cái loa thông thường là loa full thì nó to, và nó là những cái loa chuyên dụng để đánh ở những sân khấu lớn, có những cái karaoke có. Còn là Lan Ray thì nó đặc biệt là để chơi sân khấu các bạn. Và Lan Ray thì thường nó sẽ rất là nhỏ, ví dụ như là nó có tầm cỡ của nó khoảng là 20 hoặc 25, 30 cỡ đó. Nhưng mà ở đây nó sử dụng cái hệ thống công suất nén, và cái cách làm loa của nó cũng rất là đặc biệt, nó sẽ tạo sự ảnh hưởng khác nhau. Ví dụ các bạn chơi một cái loa full, các bạn có thể chơi từng, ví dụ các bạn đặt mỗi cái một góc A, B, C, mỗi cái một loa thì nó vẫn tạo được một cái cho các bạn nghe đa chiều, âm rep, âm bass rất là đầy. Nhưng đối với cái loa Ray này, ví dụ các bạn chơi một như loa full á, mình chia ra A, B, C mỗi cái một loa, thì lúc này cái loa Ray này sẽ không nó ra được hết tính năng của nó giống cái loa full mà mình nghe. Thì loa Ray mà muốn chơi được thì các bạn phải nối cái loa chồng lên nhau, thì lúc này nó sẽ tạo được sự cộng hưởng, nó ra một cái sự ảnh hưởng, áp lực của nó là nó tăng nhân lên rất là nhiều. Ví dụ như các bạn chồng những cái loa full lại với nhau, 1, 2, 3, 4 chồng lại với nhau, thì áp suất lúc này á nó tăng cộng hưởng hay mức cộng hơn. Còn đối với loa Ray á thì nó sẽ mức xuống nhân các bạn ha, nó phủ đều lên và nó nhân lên rất là hay để sân khấu. Thường sân khấu mình sử dụng những cái loa Ray, bây giờ hầu như là những sân khấu lớn bây giờ sử dụng loa Ray đó. Và đặc biệt cái loa Ray đây này nó có cái đường kính là 30 và nó được là 3 rep các bạn, 3 rep 450, tất cả là từ neo hết. Và 3 rep 450 là một cái bát là 30. Rồi thì cái chức năng loa này nó sẽ có cái chức năng là đánh hai chức năng lựa chọn, một là mình đánh là stereo hoặc là mình sẽ đánh là ba quay. Thì bây giờ mình đánh ba quay thì mình sẽ gạt sang chức năng là dia các bạn ha. Thì lúc này mình một cơn là rep, một cơn là bass, nó chia ra, thì lúc này mình đưa vào receiver mình chia ra hai bên đánh rep riêng và bass riêng. Rồi khi dù mình chơi chung với nhau thì ở đây mình sẽ là bass shift này là chức năng đánh là chung với nhau. Thì cái loa này nó chỉ có 16 ohm thôi các bạn. Thì nếu mình muốn đánh với dàn máy thì mình phải link hai loa lại với nhau thì mới được 8 ohm. Thì lúc này một nhánh như vậy mình sẽ đánh hai loa liên lại với nhau nó mới ra được 8 ohm các bạn ha. Một bát 30 và ba kép 450, tất cả là từ neo. Rồi thì ngoài ra nó cũng có nhiều cái chức năng khác như là cộng hưởng thêm những cái dB này thêm để cho tăng cái lượng kép lượng bát các bạn mong muốn thêm. Rồi cái dòng loa này là dòng hiệu của nó là gì? QHA VRX932. Đây là dòng loa chuyên nghiệp và được sản xuất tại Trung Quốc, và nó là công ty nội địa Trung Quốc chuyên sản xuất loa Lan Ray các bạn ha. Rồi thì bây giờ mình sẽ cho các bạn xem chi tiết bên trong của cái loa này như thế nào, được sắp xếp ra sao.
Ok ha, bây giờ mình sẽ mở thử cái loa này các bạn xem thử nha. Rồi bây giờ mình đã tháo được cái mặt lưới của nó ra các bạn ha. Bây giờ mặt lưới của nó các bạn nhìn đây, lưới của nó được sơn rất là đẹp. Đó các bạn thấy không? Có cái nhãn hiệu QA nằm này ha. Rồi ở đây nó có một cái lớp vải nữa, lớp vải này nhỏ để chống bụi. À, các bạn. Rồi thì mình thấy đây là một cái loa của mình nó nằm đây, loa này đường kính là 30 ha, nó dài hơn một găng tay của mình. Thường trong một găng tay mình là loa 20 thì ở đây nó là 30, to hơn. Rồi bây giờ những cái lỗ thoát hơi của nó đây, các bạn thấy khi mà loa Line Ray thì đặc biệt có những cái lỗ thoát hơi nó nhỏ hơn xíu, thì các bạn thấy tại sao nó làm lỗ thoát hơi nhỏ không làm lỗ thoát hơi to? Tại vì cái lỗ thoát hơi to á, giống như mình thấy kiểu như mình ngậm cái ống hút người ta thổi một cái viên tiêu đi, các bạn không thể nào các bạn thổi cho một cái ống hút mà hút cái trà sữa trân châu các bạn thổi được ra. Khi các bạn ngậm cái ống hút nhỏ hơn các bạn có thể thổi được ra, ống sức nén ra nhiều hơn. Thì đặc biệt cái dòng Lola Ray như vậy nó sẽ là những cái lỗ thoát hơi của nó nhỏ để tạo cái sức nén và cái độ cộng hưởng của nó, như lo này là lo kia để nó dàn trải một cái âm thanh phủ đều rất là ok. Đó là cái nó như vậy được thiết kế như vậy các bạn ha. Thì đây là cái mẫu mã của nó, một loa bass 30 và ba trep 450, rất là chi tiết. Cái dòng này công suất của nó hiện giờ nó là gì, là 450W. Rồi cái cường độ đánh của nó thì có thể là maximum có thể là khoảng 700W liên tục các bạn ha. Thì tầm ở đó thì loa này là mình chơi và là bass test rồi thì nó thấy là tiếng nó khá là hay, rất là sạch, tiếng sáng và những cái tiếng âm thanh của những cái nhạc cụ ra rất là rõ ràng. Rồi bây giờ mình sẽ nhờ anh Thành kỹ thuật lắp ráp cái dàn Line Ray này vô mixer và tất cả các bộ máy của mình, rồi mình sẽ test thử âm thanh của nó với hai bài nhạc các bạn nghe thử nha. Rồi, bây giờ anh Thành sẽ test thử cái loa Line Ray QHA 932 này các bạn ha. Is never enough with a man like you. Oh, do that to me one more time. I can never get enough of a man like you. Oh, kiss me like you just did. Hai lo lại các bạn ha, lo lo này là đi vô đó, tại vì nó là công suất 16 ohm VAS 932 QHA. Pass it by me one more time. Ok các bạn ha, chém rất là ok, nghe rất là nghe, tiếng nguồn nghe rất là sáng và bắt đầu bỏ một cái hát luôn các bạn. While I got you near, oh, say those words again like you just did. Rồi giờ một bài nhạc khác nha. Oh baby. Rồi anh Thành cho một bài nhạc khác anh Thành đó. Mình đổi một bài nhạc khác nha. Đó, các bạn nghe cái tiếng rít của cái ride không? Cái trống mình đánh lên trên cái ride á, nó nghe. Đó. Tiếng dây nó ra rất là rõ ràng.
932 này rồi các bạn, thì nó là cái dòng lo của một cái nước cạnh bên nước Việt Nam mình, là dòng của anh em mình là Trung Quốc, và nó là sản phẩm nội địa Trung Quốc và là dòng chánh tông Trung Quốc các bạn ha, được phân phối độc quyền tại công ty BX89 rồi. Là cũng xin mời các bạn có thể đến trụ sở chính của công ty là 161 Chu Văn An để mình test thử cái lo này nó hay như thế nào, các bạn có thể cận cảnh, các bạn xem được nó, các bạn nghe được nó. Quan trọng là mình nghe mà mình cảm nhận được cái hay của nó ở đâu và mình có thể lựa chọn một sản phẩm tốt nhất cho mình. Rồi cũng xin chào các bạn và hẹn các bạn lại trong những cái video tiếp theo. Mình có thể làm nhiều cái sản phẩm review khác. Và mong các bạn ủng hộ kênh DE Channel bằng cách các bạn có thể subscribe kênh và các bạn like và share những video này cho nhiều người khác cùng xem. Và các bạn có thể tương tác với Lộc bằng cách các bạn có thể để lại những cái comment ở bên dưới và cho Lộc biết là các bạn đang thích những sản phẩm nào, các bạn đang có cái ưu tư phân vân về những cái lựa chọn của mình, các bạn đang muốn lựa chọn về những dòng loa thế nào, micro ra sao, mixer ra sao, thì các bạn comment ở bên dưới thì Lộc sẽ làm những cái video giải đáp những thắc mắc đó và cho các bạn xem được những cái lựa chọn nào tốt nhất nhé. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye.